đây là món thịt vòi ngoài xác các bạn. À, xác để làm bò né đó. Trời ơi, còn có mấy thằng ông bà nhỏ ở nhà. Thằng rể, thằng ta lớn, thằng ơi, con bà bãi. Xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay thì ngoại cũng mất các bạn, ngoại mình lại mất rồi các bạn. Thì sau thời gian vô nhà mình chơi hay gì thì ngủ trong nhà mình chơi gì đó, thì ai còn mẹ ngoại thì hãy yêu thương ngoại nha các bạn. Thì ngoại mình nay cũng 82 tuổi, cũng già, nhưng mà sau bệnh các bạn, bệnh yếu, rồi ngoại mình đã mất ngày hôm thứ bảy các bạn. Thì nội mình, bên nội mình cũng mất hết rồi, thì bên ngoại mình còn có mình bà ngoại mình à. Thì vô chơi rồi giữ nhà cho mình thường xuyên lắm, khi nhà mình cái gì có công việc đi á thì giữ nhà. Thì hôm nay cùng ngoài cũng mất luôn rồi, mất thì biết là già thì mất thôi, nhưng mà mình cảm thấy mất mát thiếu gì đó các bạn, buồn, cảm thấy buồn lắm. Thì hôm nay mình sẽ ra đĩa tang cho ngoại. Rồi thôi các bạn, để mình đi ra ngoài nhà ngoại anh Toàn. Cái cảnh đám ma này quay lại để làm kỷ niệm, để sau này nhớ tới ngoại. Thôi các bạn, mình đi ra ngoài cái. Thank you.
Hôm nay gần tất cả những chi nhân cũ cụ bà ước mơ những bước cuối cùng đậu chi quan và đậu đạo tám đại thần thiên thọ đậu thống nhất của gia đình đến giờ hành lễ đậu chi quan và đậu đạo tám sinh mạng phép bắt đầu. Trần gian là quán trọ cho biết người dừng lại nghỉ chân,
Thế nhưng hôm nay tất cả các con, các cháu, những người thân trong gia đình vẫn không sao tránh khỏi vui ngùi, xúc động trước sự mất mát chia ly này. Vì thế nên mới có câu sinh hề tử giả phụng bằng không, tử biệt sanh ly nát cõi lòng. Cụ bà đã rời đi một con đường mà chắc chắn rằng từ nay trở về sau, những người thân trong gia đình, dòng họ, lối xóm ở ấp 4 xã Tân Đông này sẽ không bao giờ còn được gặp lại nữa. Bà ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cùng nỗi buồn ly biệt, để rồi những người ở lại chỉ biết mượn vần áo trắng để đang thành câu vĩnh biệt, mượn áo sổ ban xô để kết nên hai thủ chia ly, ngẫm câu tử biệt sanh ly mà đường trần nào ai tránh khỏi. Giờ đây đứng trước linh cữu của bà, chúng cháu vô cùng thương tiếc và kính cẩn nghiêng mình để cầu nguyện cho hương linh của bà sớm được vãng sanh nơi miền lạc cảnh xin bình ổn biệt bà. Và không quên may mắn cho gia đình chúng tôi vô cùng cảm tạ quý thầy, quý vị, quý ông, bà, cô, bác, nội, ngoại, gần xa, tình nghĩa, không gian, bạn bè, thân hữu trong suốt mấy ngày qua đã đến thắp hương, chia buồn, tưởng niệm và tiễn đưa mẹ và của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tham gia bữa đó ấy, chắc hẳn không sao tránh khỏi được những điều thiếu sót. Kính mong quý vị nhiệt tình lượng thứ bỏ qua cho tham gia chúng tôi đồng bái. Và trước khi dứt lời cho phép cơ sở mai táng Hương Thọ được kính chúc toàn thể quý vị được bình an, lợi lạc, được niên niên trường thọ, hết khó nhân sanh, vạn tế hiển linh và tôn linh gia đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yeah.
Dạ, bất cứ gì đến ra, rất là một món ra ổng gì đâu. Rồi, cháu nội rồi. Còn ai không? Con trai còn ai không bác? Còn không còn kia. Dạ. Rồi rồi cháu nội nè. Rồi nhiều lắm. Rồi. Cháu nội. Đi theo tôi vậy mà. Quá theo tôi à. Thế lại, cho nhẹ, cho đi 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 đâu?
Ăn rồi xong biết cái lúc nào nó có đâu nhét cái dây tới đi là cái đầu tôi cũng tới. Đúng rồi. Thôi nè, dạ, 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 dạ,
Chớn là cho đủ việc rồi chứ bộ. Thật ra xin vô dữ lắm chứ bộ. Giặt thật hơi chứ bộ. Mùa hôi mùa hát. Mọi người sát bơi nó ai chịu nổi. Nổi